Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình và mình là Bún. Và chủ đề video hôm nay đó chính là về tự chăm tóc tại nhà. Thì ở cái tập video mà mình tự cắt tóc ấy thì mình cũng có nói là mình sẽ nhuộm tóc rồi đúng không? Cái thuốc nhuộm tóc của mình đã về hơn tuần nay rồi. Tuy nhiên chiều hôm nay thì mình mới được nghỉ. Tất cả cái trước khi nhuộm ấy phải để đầu bẩn tầm 3 đến 4 ngày. Thì hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Đầu bẩn mình bẩn rồi ấy. Đấy, nên là mình đã quyết định là hôm nay mình sẽ nhuộm. Mình cũng xác định trước tâm lý là nếu mà tự nhuộm tại nhà thì chắc chắn là tóc sẽ bị sơ rồi. Cuộc đời chỉ sống một lần thôi. Vì vậy thì mình sẽ chỉ làm những điều mà mình thích. Miễn là nó không phạm pháp, không vi phạm đạo đức của cá nhân mình, của gia đình hay là của xã hội là ok rồi đúng không mọi người? Màu hôm nay mình định nhuộm là màu tím khói. Mình muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Thì đầu tiên mình sẽ nói qua tóc mình nha. Như các bạn đã biết thì cái video đầu tiên mà mình đăng lên trên YouTube là cái video tự nhuộm tóc tại nhà. Kiểu mới nhuộm xong thì nó rất là mượt, xong rồi màu lên đúng chuẩn luôn. Và có thể là mọi người chưa biết thì sau 3 tháng nhuộm cái màu đấy thì nó ra một cái màu vàng khè rất là xấu. Cho nên là lúc đó mình đã nhuộm đen. Phần đen, tóc đen đấy thì chắc nó cũng mọc ra đây tầm đây rồi. Bởi vì hơn 1 năm rồi mà. Đó. Thì bây giờ tóc mình mà muốn nhuộm lên màu sáng thì tất nhiên là mình phải bóc đen trước. Thì hôm nay mình sẽ bóc đen, xong rồi ngày mai thì mình sẽ tẩy và nâng tông. 1 đến 2 ngày nữa thì mình sẽ nhuộm màu lên. Thì ok nhá. Mình rất là mong là cái màu này nó ra ứng ý với mình. Nếu mà tóc sơ thì mình có thể dưỡng được. Chỉ cần là cái màu nó ứng ý thôi. Bởi vì là có hơn 1 tháng nữa thì đến sinh nhật mình rồi. Và mong là tóc đẹp như mình mong đợi. Và ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu luôn. Thì đây, ta-da, chính là đồ mà mình sẽ nhuộm hôm nay. Mọi người thắc mắc là tại sao nhuộm lại 2 hộp đúng không? Đầu tiên này sẽ là một cái hộp đựng dụng cụ để nhuộm. Thì gồm có một cái bát đựng này, một cái lược chải này. Bên trong thì sẽ có cái kẹp và một cái thuốc gội tím khử vàng. Lý do mà mình mua ở shop này đó chính là cái shop bán thuốc nhuộm này bên tay trái của mình bán cái thuốc dầu gội tím khử vàng này, chai to đùng luôn, không có bán size nhỏ ấy. Dụng cụ nhuộm tóc của họ cũng không đầy đủ. Và shop bên này thì cũng không bán thuốc nhuộm màu tím khói luôn mọi người ạ. Có là kỳ lạ. Mình đã mua thuốc nhuộm, thuốc tẩy nâng tông này kia. Giao hàng rất là đầy đủ luôn nha mọi người. Đây mình đã có bóc ra để check hàng trước rồi ấy. Thì shop sẽ gửi cho mình 4, 5, 6 6 cái tờ hướng dẫn này, găng tay này, mũ để ủ này và dây buộc tóc. Tóc mình dài như thế này thì mình dùng 2 set. Bây giờ thì mình sẽ trộn thuốc để bóc đen. Nếu mà các bạn thắc mắc không biết làm như thế nào thì có thể nhắn tin hỏi shop nha. Shop này thì mình thấy tư vấn khá là nhiệt tình. Eo nó vàng khè luôn, nhìn kinh quá ấy. Bây giờ thì mình sẽ cho cái 9% này vào luôn. Thank you.
Màu lên sẽ đều. Tẩy này thì mình cảm thấy lúc ủ sẽ hơi bị rát đấy mọi người. Sau khi ủ trong 30 phút và gội bằng dầu khử vàng thì tóc nó vẫn vàng và màu tóc nó vẫn không đều mọi người ạ. Trầm kẽm quá. Cảm thấy ưng ý mỗi cái phần chân tóc trên đỉnh đầu này thôi. Trời ạ, bố mình đã thấy cái tóc này và bố mình chửi cho mình một trận. Nên là sau khi tóc khô tầm 80% thì mình quyết định là nhuộm màu lên luôn. Thì đâm lao thì phải theo lao thôi chứ biết làm thế nào bây giờ. Cái chỗ này nó hơi kinh. Nhuộm xong chỗ nào nó bừa bộn kinh khủng luôn ấy. Thu nhuộm dây hết ra tay này, ra áo ra mặt này. Thì để xóa đi thì mọi người dùng bơm tẩy trang và nước tẩy trang xóa đi là hết nha mọi người, không phải lo đâu. Nó đã được 2-5 phút rồi mọi người ạ. Mình nghĩ là mình sẽ đi gội thôi. Chứ mình không thích tím đậm quá ấy. Tím trầm nó không đẹp cho lắm. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi gội nhá. À, và đây là kết quả. Ở bên ngoài và phía dưới đuôi tóc thì nó sẽ có màu vàng nâu như thế này, khá là mùa thu. Còn phấn tóc phía trước vào trên đỉnh đầu thì nó lại có màu tím khói, pha một chút vàng khói nữa mọi người ạ. Cho mọi người xem trước và sau để rõ hơn nhá. Tóc mình trộm vía khá là dày và khỏe, vì vậy thì sau khi mà bóc đen này, nâng tông rồi là tẩy thì không bị rụng hay là không bị sơ. Nó chỉ hơi bị khô một chút ở phần đuôi tóc này thôi, cũng không bị rụng nhiều hay rụng cả mảng gì đâu mọi người ạ. Nói chung điều đấy thì khá là may. Và màu tóc này thì không như dự định ban đầu của mình. Dự định ban đầu của mình là nó sẽ tím khói như thế này này, nó sẽ màu tím như thế này. Tuy nhiên thì cái màu hiện tại bây giờ của mình thì cũng không đến nỗi là thảm họa, và mình cũng khá là thích, bởi vì là mình có thể thay đổi hai màu tóc khác nhau. Khi nào mà mình thích màu khói thì mình có thể bùi lên, còn nếu mà mình thích màu nâu, cái màu nâu vàng này thì khá là hợp với mùa thu và mùa đông, nên là mình cũng khá là ưng. Và một lời khuyên chân thành đối với mọi người là không nên nhuộm đen. Thứ hai là mà nếu mà các bạn muốn tự nhuộm tóc tại nhà thì nên nhờ những người mà có thể có kinh nghiệm trong việc bôi thuốc ấy, thì nó sẽ đều hơn. Nếu không thì các bạn cứ ra ngoài quán cho chắc ăn, bởi vì những cái màu sáng như này mà nó kiểu bị lệch tông thì nó nhìn nó hơi buồn cười một tí. Đấy, thì đấy là những chia sẻ của mình. Và ok, video của mình thì đến đây là kết thúc rồi. Nếu mà các bạn thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nha. Bye bye.